Mới đây, nữ diễn viên Lee Yeon-hee đã có cuộc phỏng vấn để chia sẻ về chuyện quay trở lại màn ảnh sau khi chính thức kết hôn cũng như chuyển sang công ty khác. Đây cũng là lần hiếm hoi Lee Yeon-hee quyết định nói đôi điều về ông xã cũng như hôn nhân của mình. "Chồng ủng hộ tôi rất nhiều trong công việc diễn xuất. Tôi có được cảm giác ổn định sau khi kết hôn. Ông xã giúp tôi rất nhiều việc." Lee Yeon-hee nói thêm, "Tôi vẫn rất thận trọng khi nói về chồng mình. Gia đình tôi cũng như vậy và tôi nghĩ việc giữ gìn cuộc sống cá nhân và hoạt động xã hội tách biệt là điều đúng đắn." Lee Yeon-hee tuyên bố kết hôn vào hồi tháng 5 năm 2020. Theo đó, ông xã của Lee Yeon-hee không phải là người trong ngành giải trí. Do vậy, cặp đôi quyết định giữ bí mật và đã tổ chức một đám cưới nhỏ vào đầu tháng 6 năm 2020. Trước đó, trong tâm thư tuyên bố kết hôn, Lee Yeon-hee viết, "Xin chào, tôi là Lee Yeon-hee. Trái tim tôi nhói đau khi nghĩ đến tình cảnh khó khăn của bao nhiêu người ngoài kia trong khoảng thời gian này. Cũng chính trong tình huống này, tôi phải suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của chính mình. Nhưng tôi vẫn muốn thông báo cho những người vẫn luôn ủng hộ tôi tin này. Tôi đã gặp một người đặc biệt và tôi muốn dành cả phần đời còn lại của mình cùng người ấy, kết hôn với anh ấy. Vào ngày 2 tháng 6 tới, chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ cùng bố mẹ và họ hàng. Đây là thời gian cần chú ý vì dịch bệnh, nên chúng tôi sẽ chỉ làm một lễ mừng nhỏ thôi trước khi bắt đầu cuộc sống mới bên nhau. Dù vẫn chưa thể hiện nhiều, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ tôi. Tôi luôn cảm thấy vô cùng biết ơn và sẽ đáp lại tình cảm của mọi người với tư cách là một diễn viên, một người hạnh phúc. Tôi sẽ trở lại và chào hỏi tất cả mọi người với một tác phẩm tốt sau đám cưới này. Giữ sức khỏe nhé mọi người và hạnh phúc nữa. Cảm ơn các bạn." Ngay sau đó, SM Entertainment cũng xác nhận thông tin này với tờ Esports News. Lee Yeon-hee đang vun đắp mối quan hệ tình cảm đáng quý với người thương và họ đã quyết định kết hôn. Đến tháng 11, cô quyết định rời công ty quản lý SM Entertainment sau 19 năm gắn bó và gia nhập Fast Entertainment cùng công ty của Hyun Bin. Cùng nhìn lại những điểm nổi bật xuyên suốt gần 20 năm sự nghiệp diễn xuất của ngọc nữ SM. Lee Yeon-hee, ngọc nữ của SM. Lee Yeon-hee gia nhập SM Entertainment sau khi giành được giải Best Future trong một cuộc thi tuyển thực tập sinh vào năm 2001. Sở hữu nhan sắc mang lại cảm giác ngây ngô, đơn thuần, kết hợp năng khiếu hát, nhảy, diễn xuất. Lee Yeon-hee chính là một trong số những chú gà cưng được trông đợi hàng đầu của SM. Theo lời nữ diễn viên, trước khi chuyển hẳn sang hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất vì đam mê, Lee Yeon-hee đã từng được đào tạo để trở thành một thành viên SNSD. Sự nghiệp gần 20 năm của Lee Yeon-hee. Ngay sau khi gia nhập SM vào năm 2001, Lee Yeon-hee khởi nghiệp diễn xuất thông qua các vai diễn trong các MV ca nhạc của nghệ sĩ SM như Moon Hee-jun, Kangta, Fly to Sky, TVXQ, Issa Yusu. Chính vì tham gia không ngừng nghỉ trong các MV đình đám, Lee Yeon-hee có thời được mệnh danh là cô gái MV của SM. Năm 2004, Lee Yeon-hee chính thức có được vai diễn truyền hình đầu tiên trong phim Hải Thần. Vào năm 2006, nữ diễn viên lấn sang màn ảnh rộng thông qua bộ phim Mối tình đầu của Triệu Phú xuất hiện bên cạnh Hyun Bin. Nhờ có sự hậu thuẫn từ ông lớn SM, Lee Yeon-hee không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong việc vào ngành. Liên tiếp rất nhiều năm kể từ khi chính thức hoạt động dưới tư cách diễn viên kể từ năm 2014, Lee Yeon-hee bỏ túi không ít vai diễn không phải dạng vừa trong các bộ phim lớn nhỏ, xuất hiện bên cạnh những ngôi sao đình đám, kỳ cựu. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Phía Đông Vườn Địa Đàng 2013 cùng Song Seung-hoon, Lee Dae-hee, Miss Korea 2013, Ghost 2012 cùng Seo Ji-seop, Good Family Book 2013, Hoa Kwa-joon 2015 cùng Cha Seo-won và Seo Kang-joon. Năm 2017, Lee Yeon-hee đảm nhận tới hai vai chính trong dự án truyền hình Richard This World cùng Jeo Ji-gu và The Bad Kids cùng Jong Yoon-hwa. Năm 2020, Lee Yeon-hee tái xuất màn ảnh nhỏ cùng Ok Tae-seo-yeon qua dự án The Game Towards Zero. Ở lĩnh vực phim điện ảnh, Lee Yeon-hee từng nhận vai chính trong các bộ phim Em 2007, My Way 2011, xuất hiện lần lượt bên cạnh Kang Dong-won, Jang Dong-gun. Tuy nhiên, Lee Yeon-hee chỉ là một bình hoa di động trong mắt netizen Hàn. Xuyên suốt gần 20 năm hoạt động, tuy sở hữu một bộ sưu tập các thể loại vai diễn lớn nhỏ đồ sộ, bên cạnh đó là sự hậu thuẫn từ SM, nhưng Lee Yeon-hee không thực sự gây được tiếng vang lớn trong sự nghiệp diễn xuất. Nếu không tính vai diễn trong Miss Korea và Phía Đông Vườn Địa Đàng được đánh giá là tạm tạm, hầu hết mọi bộ phim Lee Yeon-hee tham gia đều nhận về hàng hà sa số những lời chỉ trích khắc nghiệt về trình độ diễn xuất. Theo lời cư dân mạng cùng các nhà phê bình phim ảnh, một trong số những khuyết điểm lớn của Lee Yeon-hee gây khó chịu cho khán giả chính là khả năng phát âm kém cùng lối diễn nhạt nhòa, một màu, không hề được cải thiện theo năm tháng. Biệt danh bình hoa di động của gà cưng SM cũng có khởi nguồn từ đây. Ám chỉ cụ thể việc ngoài trừ nhan sắc hợp gu hàng, thuận mắt mang lại cảm giác dễ chịu, thì Lee Yeon-hee chính xác là một nữ diễn viên không có thực lực. Nếu không có sự hậu thuẫn từ phía SM, có lẽ nữ diễn viên khó mà trụ nổi trong ngành.
Trên thực tế, làn sóng chỉ trích trình độ chuyên môn của Ngọc Nữ SM vốn không phải dạng vừa. Mỗi khi Lee Yeon Hee xuất hiện trước công chúng, đánh dấu bước tiến mới trên con đường sự nghiệp, trên khắp các trang mạng xã hội Hàn Quốc đều ngập tràn những bình luận đầy ý. Cô ta thậm chí chẳng đóng nổi một cái quảng cáo đơn giản. Nhắc đến việc Lee Yeon Hee từng bị một đạo diễn xía quảng cáo chê làm hạ thấp giá trị sản phẩm. Tôi biết rằng cô ta có sự hậu thuẫn từ công ty quản lý, nhưng đây không phải là thứ để cô có thể làm một cách qua loa tùy tiện. Năm 2012, trong buổi họp báo phim Ghost, show diễn xuất thậm chí từng đứng ra bên vực diễn xuất của Lee Jong Hee như một cách để an ủi hậu bối, bạn diễn trước những áp lực và chỉ trích khắc nghiệt về khả năng diễn xuất mà Lee Jong Hee còn phải trực tiếp gánh chịu. Lee Jong Hee cũng từng chia sẻ về việc phải hứng chịu gạch đá từ công chúng. Thời gian gần đây, khi đọc những lời chỉ trích về diễn xuất của mình trong phim, tôi bị tổn thương rất nhiều, đôi khi tôi đau lòng về điều này và thường khóc một mình. Tạm khép lại chặng đường gần 20 năm hoạt động trong ngành giải trí cùng nhiều biến động thăng trầm, từ nay về sau, hãy luôn hạnh phúc Lee Jong Hee nhé!